Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi bắt con ốc dừa cả nhà ơi. Đi bắt ốc dừa để bán kiếm tiền. Thường gọi là con ốc môi đỏ cả nhà. Ốc đó cũng là đặc sản á, mình xào dừa lên ăn thì rất là ngon. Nhưng mà nó không có được bự con. Nó tầm khoảng hai mấy ba chục con được 100 gram. Thì hôm nay mình sẽ xuống cái khu vực rừng lá này. Đó. Khá là rộng nha. Để mà tìm kiếm ốc dừa, hy vọng là hôm nay sẽ có, hay trên đường đi mình gặp những cái con cua hay hoặc con dọp gì đó mình bắt quay hình lại cho cả nhà xem nha. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng theo chân mình bắt, hy vọng là hôm nay sẽ có. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống cái khu vực rừng lá này để mà tìm kiếm ốc dừa bắt kiếm tiền nha cả nhà. Ốc dừa này thì cũng có giá trị rất là cao, tầm khoảng 200 mấy ký á. Đây nè, phát hiện được con rồi cả nhà. Đó. Ốc như vậy là bự rồi nha. Ốc dừa miếng đỏ. Đây thì cũng rất có nhiều nè. Miếng đen. Miếng đỏ. Nó không có được bự. Nó vậy là bự rồi đó. Mà một khi người ta mua theo cái size của nó. Không biết con này miếng đỏ hay miếng đen đây. Đỏ. Đỏ luôn. Đây có ốc dừa bự. Đỏ luôn. Đỏ luôn. Về chút các con tiễn nha. Đây, dưới đây còn đó nè. Quá trời to luôn. Ủa, ốc này đen. Quá to luôn mà đen. Đen mà không có bắt nha. Miếng đen vậy là mình bỏ nè. Người ta chỉ mua ốc đỏ thôi. Này mắt yếu yếu không thấy nổi. Mắt sáng không thấy. Đây, phát hiện đây con dợp nè cả nhà. Wow. Quá đã. Còn xịt nước luôn. Đây thì một con nữa nè. Hai con. Đây con nữa cả nhà. Đây nè. Ba em. Đã hầu. Còn được ba con dợp đã cả nhà. Đây con nè. Nằm dù lúc dưới đây luôn. Đó. Đây có dợp ta. Đây con nữa cả nhà. Kế đây con nữa nè. Đó. Dợp nằm đã không. Đây này khô dữ lắm rồi nè. Chờ mình giải thoát cho ảnh nè. Lên con nữa. Đây là hai con rồi đó. Như là 4-5 con vậy. Ơ, lên con nữa. Đây nè. Giờ em nằm khó thấy lắm nha. Ba con. Trời ơi, nấp lên con luôn. Có trong đây có con không?
đây con nữa cả nhà. Đã nha. Hai con cho bán. Tiếp tục phát hiện con dợp. Đây. Này con thằng mạnh luôn. Nó trốn ở đây này con. Trốn kia. Hai con. Trốn ở đâu? Đây còn nữa. Xác còn dưới đất luôn. Một không lên. Nhà có ba con hết biết không? Ba con dợp khổng lồ. Bắt mới có mấy con mới nặng. Nặng ì. Trong đây con dợp nữa cả nhà. Đi bắt ốc dừa mà thằng gặp dợp không? Đó. Nên con ốc dừa nè. Màu đen luôn. Dừa thường thì ở đây có rất là nhiều luôn á. Sao bữa nay đi không thấy. Đây có ốc dừa lý tưởng luôn. Ốc dừa thường đu vậy nè cả nha. Đó. 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 Đây con nè. Đó. Đỏ luôn. Tô kẹt. Đen. Đây lầy quá. Đen luôn. Đen luôn. Đỏ không thấy, sao thấy đen. Trời ơi. Ôi lại đưa lên trên. Đèn thép vừa có lây dài. Đèn. Cứ đèn đỏ, đèn đỏ. Đỏ. Đỏ nè. Mình đập con dợp nữa. Dợp chết. Đây có hồi cua nè cả nhà. Sao mà quá trời luôn. Nguy hiểm quá. Sâu ta. Đụng rồi cả nhà ơi.
Nè. Thằng Lý nha. Thằng cu chắc. Cái Lý, cái Lý. Để em biết là con chó nha. Mình đi bắt ốc mình không có đem theo dây nữa nha. Mới xếp con lọt dừa. Quá đã luôn. Mà quá trời mà. Có cua ngon rồi. Ê. Hên là nằm cạn á, không có nằm sâu, mình đụng nó bắt tay được, nằm sâu là bó tay. Nằm cạn thì bắt tay mà nằm sâu thì bó tay luôn. Sáng chờ thì mưa quá trời mưa, mình thấy trời mưa nè, mình đi bóc dừa. Mưa thì ốc dừa nó cũng dễ ra lắm, bò lên cây luôn. Mà sáng giờ đi thì không thấy nhiều. Hên được mới giọt là cái hang cua này cả nhà. Quá đã. Ngon lành cành đào. Có lạc thì chó nó lẹ hơn. Xong con cua mình thu phục nó, mình cũng chó nó xong rồi. Giờ mình nghỉ mệt xong rồi mình đi qua ngóc dừa, ngóc dừa tiếp nha cả nhà. Giọng hôm nay phải kiếm nửa ký ốc dừa cũng được, nửa ký cũng kiếm trăm mấy. Đây phát hiện hang cua nè cả nhà. Đó. Giống nó bấm nè. Cua này cũng ngon ạ. Được cục cáo luôn. Cục cáo luôn cả nhà. Nước sâu cạn này. Giọng là cạn. Trời đất ơi. Sâu quá nhỉ. Sâu thì không có móc, bó tay. Thì thử đi. Đúng rồi. Đúng rồi cả nhà. Đúng rồi sao hên xui. Nói chung là bắt cây. Hy vọng là cho anh chạy ra. Đỡ càng giống phải chạy ra. Chạy ra là chụp nó liền. Chạy ra ta.
cây dài dài chút thôi. Cây này ngắn lắm. Cái này thọt đúng luôn, không có dối. Quan trọng là phải chạy ra mới được. Mình đi kiếm cái ke móc rồi cả nha. Kiếm cái móc mình lắp lại á, cua già. Đã không biết còn được chẳng nào. Nó khờ luôn. Trời sắp chuyển mưa nữa rồi cả nhà ơi. Mưa gió nắng được mấy ngày, tiếp tục mưa nữa, ngày nào cũng mưa. Sáng mưa rồi xong nó tạnh. Dây bút càng này chối thua cái dây lạc dừa, dừa chắc. Đây một em nha, để đây mình để cho có ôm mơ lấy được cái móc. Ôm rồi, còn con còn cả nhà. Rồi, cho nó xả nước xong rồi đi tiếp đi gắm nha. Đây một con giọt nữa. Ô đã, con này nằm kỹ nè. Quá kỹ. Con giọt quá bự luôn đó nha. Quá to. Ngồi có giọt luôn. Đây con giọt khổng lồ luôn. Nằm kìa. Đó. Đây có con ta. Wow, đây con nữa cả nhà. Đây. Một con nữa. À. Con.
lại là một em giọt nữa này. Đã quá. Nằm cái chỗ nằm đơn giản quá. Ồ, con giọt nó ngủm giọt to luôn. Đang giọt nữa cả nhà. Nằm khơi luôn. Ngoài nắng chang chang vậy đó. Ngày nóng là nó cũng chết rồi cả nhà. Nóng là nó ngủm liền. Một em nữa đây. Nằm giọt to mà nằm đã gì đâu. Xịt nước. Rồi mình ra tới xe rồi cả nha. Xe đậu rồi. Đó. Bây giờ mình đánh giữa, anh quay cái thành quả cho các bạn xem nha. À, chỗ này mát, nước còn rồi. Đổ thành quả ra, xong mình tắm rửa anh quay cho cả nhà xem. Ở đây cả nhà ơi, thành quả mình thì hôm nay được nhiêu đây nè. Đó, thì có ốc dừa, được con mớ ốc dừa cả nhà. Dợp thì được mấy chục con dợp. Đó, dợp bụi không à? Ủa cái con dợp. Thì mình lấy ra mình coi được nhiêu ốc dừa. Cái này ốc dừa thất bại. Bù lại cái dợp với cua. Ốc dừa thì thường thường mấy cái chỗ vậy thúi thúi vậy mà có ốc dừa nhiều lắm. Mà hôm nay sao nó không có nha. Không có nhiều. Đây mình gian được nhiêu ốc dừa đây cả nhà. Mấy chục con. Trời ơi. Giờ dợp. 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 24 con dợp. 24 dợp này chắc cũng phân tầm khoảng 3 kg. 3 kg với hơn à. Hàng cua. Thôi cũng khá là ok. Rồi thành quả của mình thì ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây đó cả nhà. 3-4 kg dợp với lại hàng cua với mấy chục con ốc dừa. Rồi clip của mình đến đây xin tạm ngưng nha. Cả nhà quý mến anh em mình, cả nhà cho xin được like và lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cho anh em mình là ra những clip tiếp theo cho cả nhà xem nha. Thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà. Bây giờ mình đi về thôi nha. Đang đậu ở ngoài đó đó, nắng. Nãy trời tiếng mưa giờ nắng lên rồi.